Hôm nay cô bác sẽ làm chiếc xe quay A 2020 nha anh em. Xe chạy được 13.476. Số km hiện tại nè anh em. Em trai này yêu cầu mình lên nồi 6 lò xo với lại thằng lằn tăng cam nha. Lằn tăng cam nó liên quan tới tiếng kêu của máy nha. Mình sẽ cho anh em nghe tiếng kêu trước và sau khi mình gắn thằng lằn nha anh em. Anh anh em. Xe có hú hước nhẹ nha. Đó anh em. Rồi đa số mấy xe này chạy chừng mấy ngàn là nó sẽ bị cái tiếng kêu như thế này. Là do chất lượng đồ rồi chứ mình không có nói được nha anh em. Đó. Rồi tình trạng của nó là không yếu nhẹ thôi. Nhưng mà chủ xe này kêu lên nồi lò xo thì mình sẽ thay bố FCC, bố vàng nha. Cái bố này thì nó hơi hít, nó hơi vô số khó. Đó lóc nhám nè anh em. Máy rè kinh khủng mà cái nồi nó cũng có rè nè. Thì xe này là cái bình xăng cái loại sau này đời bà lắc rồi, nó không có dù gió phụ nè, nó không có van gió phụ nè. Chạy một thời gian nó hụt ra đầu nha anh em. Xe bản số 69 nhưng mà đến từ Đồng Nai nha anh em. Rồi chạy giờ làm xe này thôi nha anh em. Mình tháo ra mình kiểm tra rồi mình sẽ quay lại cho anh em coi. Thì có nhiều anh em cứ hỏi mình thắc mắc là cái nồi 6 lò xo của mình là vô số nặng hay không. Thì mình xin thưa luôn là nồi 6 lò xo của mình là vô lò xo nồi của Future Mập, Future Neo. Là cái cộng lò xo đó rất là nhỏ và nó thưa. Thì anh em vô số Future Mập với Future Neo như thế nào á, nó sẽ vô nhẹ y chang như vậy nha anh em. Nói chung là cái nồi đó là vô số nhẹ hơn hoặc là nó nhích nhưỡng với lại cái nồi rin là khoảng 8-10 á, có khi nó nặng hơn một chút, có khi nó nhẹ hơn một chút, nhưng mà mình bảo đảm là nó nhẹ hơn những nồi 6 lò xo trên thị trường nha. Tại vì cái này là mình phíp là mình xài lò xo Neo rồi bạc đạn ép nồi của Neo luôn anh em ơi. Rồi nha, mình sẽ làm để coi thằng lằn tăng cam của mình với lại nồi 6 lò xo này như thế nào. Nếu mà được là mình sẽ xin ý kiến của chủ xe luôn để khi mà chạy xong á để cho anh em khỏi hoang mang nha. Rồi về làm xe này thôi anh em ơi. Xe này là vô cái cam độ luôn nha anh em. Vô cái cam độ nồi 6 lò xo thằng lằn tăng cam. Ủa, chủ xe nè. Từ Đồng Nai anh em. Rồi giờ để tờ hoàng đạo ra cái lốc mâm lửa, mình sẽ vô cái cam độ cái thằng hoàng tăng cam. Giờ mình sẽ làm nồi 6 lò xo. Rồi mấy xe đời sau này là bố ba càng, cái nồi nó là bố ba càng ngắn nha. Giờ mình sẽ ra lốc nồi nha anh em. Coi nồi như thế nào nha anh em. Biết option luôn rồi. Chúng là bê nó dễ thôi. Rồi giờ đập lốc nồi đây. Rồi. Quá. Đời này là mã K09 là đời 2023 vậy nè. Cái đời này là thường thường là RSB cũng vậy. Mình thấy là cái chuồng heo á với lại cái ống lót á nó hay bị lỏng. Thử coi xe này là chưa tháo lần nào nè. Thì nó có bị lỏng như vậy hay không nha. Đời này đời khắc laser. Cái đời kia là khắc bút lông mà chữ K09 nó lớn lắm. Mấy cái đời cũ á. Mỗi một đời khác nhau. Chất lượng phụ tùng nó khác nhau nha anh em. Thì chút mình coi cái ống lót của xe này giống mấy xe kia. Bữa giờ mình gặp cũng 2-3 trường hợp là cái ống lót nó lỏng so với chuồng heo nha. Nồi này chưa có làm, mình sẽ cho anh em coi là cái chấu ba càng nó còn tấp vô cái bô càng bố nè. Ba nắp ba lỗ nè anh em. Còn rách là chút mình thay ron thôi chứ không có gì hết. Còn tấp luôn nè, thâu lại gần cho anh em coi nha. Đó lông đền outside gì nó còn tấp luôn nè, lông đền khía đó. Đó còn tấp vô kìa. Đó. Thấy chưa? Mới vậy bắn nồi trước ra luôn anh em ơi. Những cái clip mình quay rất là dày đặc cho nên là anh em nếu mà mình quay như thế này khoảng một tháng sau mới có clip của anh em nha. Mình sẽ cảo qua lăng ra nha anh em. Cái đời này thì nó xào nó đủ thứ cái chuyện để xào hết nha anh em, nên là không có nói trước được. Xe này thì nhớ cũng kỹ nên là sạch sẽ lắm nha. Em trai này là đi ngày là cỡ 100 cây á anh em. Cho nên là lên 6 lò xo chạy cho đã nha. Rồi. Cái này bình thường mà anh em không có gì hết, nhưng mà nó xào thôi ha. Em trai này muốn là làm lên thằng lằn cho nó ngon thôi, chứ không có gì hết. Mình sẽ lấy bộ nồi ra rất là nóng nha. Xe chạy từ ở bên Đồng Nai qua. Chuông hơi gờ nha anh em. Nè, coi nè thấy không? Nè, bố nó ba càng nó rất là ngắn nè, bố vàng mà ba càng ngắn nè.
Coi đít nồi này có tụt chưa? Rồi đít nồi tụt nha anh em. Đó. Nhưng mà cái nồi này là mình không xài tới đâu, mình sẽ đi nồi 6 lò xo rồi cho nên đổi tính với cái này. Rồi điểm đặc biệt nè, mình thử coi cái độ này nó có lắc không nè. Cái ống lón mà mình lấy ra mình coi có lắc không nha. Ống lón trong xe nè. Để mình coi coi nó có giống mấy xe kia không. Thì sau khi mình kiểm tra thì nó có dấu hiệu cũng lắc hơn những cái xe bình thường nha, nhưng mà cái này là không có trong cái phạm trì, không có trong cái phạm trì làm của mình, cho nên là mình thấy còn đường thì mình để nha, nó có lắc anh này đó, đó rõ ràng ha, thấy không đó. Rồi từ từ thì nó bị mình làm lên nè, rất là lỏng đó nha, nó lỏng nhưng mà nó không có tính nổi như mấy xe mà kia mình gặp, chắc cái xe mấy xe kia họ chạy nhiều nha đó. Nãy ra luôn đi bố ba càng xe em trai này là còn được nè, chuông thì gờ không có nhiều hết nha anh em, cho nên là mình để lại mình không làm nha, mình chỉ làm nồi 6 lò xo thôi. Okay. Lần này lên nồi 6 lò xo để bố ba càng lại, bật đạn cam nó rơ nha anh em, đạn cam nó rơ nha. Rồi nè, đem đây nữa nè, nãy có bị gì không? Không, chiếc quá lực nó gì nha, không có đủ lực luôn nhưng mà nó gì à. Rồi cú cam độ mình sẽ vô bạc đạn cam nha, vô bạc đạn cam mới luôn. Rồi cút cam độ này vô thì xe nó bào lên nhẹ nha anh em. Mình sẽ vô đế nồi 6 lò xo nha. Rồi giữ lại cái chuồng heo này không có gì mà thay hết á, chỉ là thay cái đế này vô. Ở tiệm mình nó không phải là xài nồi giống mấy chỗ mà mua trên mạng điện tử nha. Mình sẽ xài nắp nồi Future Nail luôn. Này cặp đế này là đồ chợ nè. Cái nắp này là đồ chợ. Nha, mình sẽ đô một lá dày. Không nè, lá dày nè, KZ Future Mập, Future Nail, mà nói Future Nail nè, anh em thấy cái màu tím rõ ràng ha. Đi 4 lá bố FCC, anh em thấy cái màu của nó có khác gì với lá bố hãng không? Không khác gì hết nha. Rồi 9-10 với hãng thôi, cái này là gia công do hãng đó nha. Rồi bố FCC nha. Vô nè anh em ơi. Rồi nha anh em, vô 6 lò xo. Không có lấy về luôn á. Rồi vô nha anh em. Rồi xong rồi nha anh em. Điểm đặc biệt ở tiệm mình là cái nồi 6 lò xo mình đó. Mình đi cái lò xo nồi mã KBHAKIZ của Future 125, cho nên là nó rất là lùng. Đó, còn ở trên mạng họ bán cái loại là xài bằng bạn ép nồi là 6200 nha. Còn mình xài đúng mã của Future Nail luôn là 16003 nha. Nè, rất là to nè. Đây nè, là bạc đạn 16003 nha anh em. Đó, đó xài bạc đạn đúng của Nail luôn nè. Còn cái này là 6200 nè. 6200 chạy thẳng vô nè, anh em coi nè. Đây, ở trên thị trường là họ bán cái bạc đạn này nha, nắp này. À, đúng với nắp zin nè, thấy không? Rồi nha, đó là điểm khác nhau giữa cái bộ nồi 6 lò xo của mình. Tại sao là vô số nhẹ đó? Tại mình xài cái lò xo nồi là lò xo nồi Future Nail rồi nha. Rồi, bạc đạn cam là mình thay bạc đạn cam mới luôn nè, cam độ nha, bạc đạn cam mới. Rồi. Ở cam độ nha. Tới xuống Đông Thành chợ núi bắt được con thòi lòi ủ anh con thằng lằn này về nè. Thằng lằn cho quay S110 nha. Đó. Rồi nửa bánh su lồng với lại cọng sen bầu. Mẫu này mình vẫn còn bán, anh em nào mua thì mình bán thôi. Thằng lằn tăng cam. Rồi chú mình gắn vô cho anh em coi ra. Đây nè nha anh em, là có cục chuyển này để vô đây nha. Đó, vô. Đó. Đây nè, cái chỗ này là kỹ sư này lúc mà chế ra cái chỗ này là nhớ vợ nè, nhớ vú vợ lắm, sao giống nắp vú á. Thấy không? Đó. Xe này là gắn cam độ với lại thằng lằn tăng cam nè. Mình sẽ vô lại bộ nồi nha anh em ơi. Chạy
Rồi nha anh em, cái chuông này là không có vớn nè, chuông này giữ lại bố cũ cho ảnh chừng nào bị giữ là làm chuông bố. Rồi nha, thì cái này không biết có canh ly tâm gì hay không, nhưng mà mình thấy cái lỗ bơm vớn này nó ngay trong cái khía này thì ngon, thì mình cứ để ra nè. Em liều lắm. Đây trong đây có một cái lỗ nữa nè. Em liều lắm mà, ví dụ đó. Đó, thấy không? Ở đây là vẫn xài cái lông đền dày ở phía sau nha. Mình sẽ vô bật đạn ép nồi nha anh em. 16003. Rồi nha anh em, rồi vô cái cục này nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô cần muỗng nha. Mình cho miếng mỡ bò vô nắm vú nha anh em. Nắm vú. Thì xe này với RSX rồi nó có cái hiện tượng là sáng mình đề máy mình vô số mà nó hay bị kêu cái cọc cái vô số nó gắt không hết, nó kêu cái cọc thấy sót xe lắm. Thì lâu lâu mình cũng chạy mình cũng gặp trường hợp đó. Rồi nha anh em. Sau khi gắn thằng lằn rồi với cam độ mình lên ga cho anh em nghe ha. Thì xe này á nó như vậy thôi, nó phải có sào sào, còn anh em nào mà im luôn thì mình quỳ mình lại luôn nha, là mình không có nhận nha. Cái đó là nói thiệt, là nãy đế nồi đít nồi đồ á nó động lắm anh em thấy không, mã phụ tùng nó khác nha. Sau khi xong thì chủ xe nghe tiếng máy là chủ xe cũng chịu rồi, chạy thử rồi mình về mình giao thôi. Đông quá xe tải nhiều cho nên mà không có dám chạy nhanh, xe chạy nhẹ nha, vô số rất là nhẹ nha, rất là ok. Số 4 là bấm bo nè. Anh em nào muốn gắn nồi 6 lò xo thì xuống mình gắn cho nha anh em, mình còn nồi này. Để chủ xe chạy một vòng về cho cảm giác lên nồi 6 lò xo với cam độ nha. Ok. Rồi mình xin phép chủ xe cho cảm giác là anh em là có dòng này muốn sửa thì xuống mình sửa nha. Thì anh này cũng là minh nhân trạch nè, có người bạn cũng làm xe này rồi, anh chạy thấy ưng ý thì anh hỏi, rốt cuộc là anh đó là làm với tiệm mình thì chỉ thôi. Anh chạy về nha, phỏng vấn khách cái. Rồi sau khi về xe sao? Số 1 em êm phải không? Rồi nói đây, nói đi. Số 1 em bốc. Rồi số 1 em bốc rồi hả? Chạy mà 50-60 mà số 4 em không? Lên ga nhất không? Rồi nha, đó là cảm giác của chủ xe đó. Cảm giác của chủ xe là cho biết rồi đó ha. Thì kết thúc video đây nha anh em. Rồi.